Bán cây xương rồng trụ bạn ơi. Cái hàng này là đây ạ. Nó có 4 múi như này nhé các bạn nhé. Đây. Nhìn từ trên xuống là 4 múi rõ ràng không? Đấy, 4 cạnh. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây xương rồng trụ ạ? Nó chiều cao của nó khoảng tầm 70. 1 2 70. 65 70 cm ạ. Thì vui lòng alo ạ, số điện thoại là 097 797 3535 bạn ơi. La liệt và bạt ngàn luôn ạ. Ngoài xương rồng trụ thì nhà mình còn có cả xương rồng ba cạnh hoặc là xương rồng tai thỏ nha bạn nhé. Tai thỏ cây to cây bé, có những cái cây khủng lắm ạ. Ví dụ như chiều cao của những cái cây khủng này tầm lên tầm 1m8 2m luôn. Còn những cái cây như này thì 80 phân 1m này. Cây đằng kia thì 1m4 1m2 này. 097 797 3535 ạ. Cảm ơn bạn nhiều ạ.